Chào tất cả mọi người, em tên là Lương Hoài Nhân, 25 tuổi, em hiện tại đang ở Vinh, Nghệ An. Thì em tên là Trần Văn Hùng, em năm nay là em 26 tuổi, sở thích của em là đá bóng và đánh cầu lông. Em tên đầy đủ là Dương Thị Cá, năm nay em 39 tuổi ạ. Và hiện tại thì em cũng ở nhà làm một số công việc lặt vặt thế thôi. Em đã làm xét nghiệm HIV gần đây nhất là tầm khoảng gần một tháng. Dạ, tầm đầu tháng 10. Trong vòng một tháng trở lại đấy. Em thấy có cái chương trình xét nghiệm HIV miễn phí từ trang web từ xét nghiệm.vn. Em có đặt hàng và để thử tại nhà. Hỏi các bạn và tự đặt test ở trên web về để em tự làm xét nghiệm cho mình. Em tự đặt qua cái trang web và chuyển về. Bởi vì thực ra thì bọn em chưa mà đến trực tiếp thì cũng có những cái khá là ngại. Thuận tiện, đơn giản, dễ làm, dễ hiểu. Nó đảm bảo được cái thông tin của cá nhân mình. Và có hướng dẫn bằng tiếng Việt cho nên là mình cứ theo cái hướng dẫn để mình làm. Rất là nhanh. Tầm khoảng 2 đến 3 ngày em sẽ nhận được test. Thì em cũng làm thực hiện theo cái hướng dẫn đó thì thấy nó cũng là khá là dễ. Em chờ đợi kết quả tầm đến 20 đến 30 phút. Hơn 20 phút một chút là có kết quả rồi, thì em thường là em làm ở trong nhà luôn. Em thấy nó rất là tiện lợi. Nó hiện lên một vạch thì cũng lúc đó thì cái cảm giác của mình cũng có một chút gì đó nó cũng yên tâm hơn. Em có kết quả là không có phản ứng thì em tiếp tục là duy trì cái hành vi quan hệ an toàn của mình. Và sau đó tầm khoảng 3 tháng thì em đặt tiếp test để về em làm lại kiểm tra định kỳ. Bác sĩ mình có 2 vạch, em rất là lo. Và em có xin số điện thoại của anh Minh và đợi anh Minh mới đến phòng khám cơ linh. Sau khi được anh chị tư vấn và anh chị lấy máu để khẳng định là mình có mắc hay không. Và ngày sau em đến thì sau khi có kết quả và có khẳng định là em đã bị nhiễm HIV. Em cũng rất là hoang mang và được anh chị trần án và động viên rất là nhiều. Rồi được các bạn nhân viên của phòng khám cơ linh mình đưa em đến bệnh viện để được điều trị. Chị đã bắt đầu từ tháng 10 ạ. Một chuỗi dịch vụ mà liên quan đến mô hình xét nghiệm tự xét nghiệm.vn thì hoàn toàn miễn phí, bao gồm là tư vấn trước, trong và sau khi xét nghiệm, rồi test kit cũng giống như là chương trình PrEP, và đặc biệt nữa là kết nối vào các chương trình điều trị và các xét nghiệm khác thì đều là hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt nữa là hệ thống cộng đồng, các nhóm tự lực dựa vào cộng đồng mà Zlink đang hỗ trợ thì bao gồm có 9 nhóm. Ở 9 nhóm thì tập trung vào các cái đối tượng như là cộng đồng LGBT, phụ nữ bán dâm, cộng đồng sử dụng và tiêm trích ma túy, và bên cạnh đấy thì có cộng đồng thanh thiếu niên sử dụng ma túy. Hôm đó thì vào 9:30 tối thì em đang cho bé ngủ thì có điện thoại của khách hàng. Cái vấn đề là khách hàng có kết quả âm tính như thế rồi thì kết quả đó là nó đã chính xác hay chưa? Khách hàng có cần phải đi xét nghiệm lại nữa hay không? Đó, nó cũng chỉ xoay quanh những cái vấn đề đó thôi. Nhưng mà vì họ quá lo lắng nên là bất kỳ giờ nào họ cũng có thể gọi điện cho bọn em. Có thể là những cái lúc mà bọn em đang bận việc gia đình, các bạn gọi thì nó cũng hơi ảnh hưởng một xíu. Nhưng mà đâu đó bọn em cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì là giúp cho các bạn giải tỏa được tâm lý. Đó, thế nên là em cảm thấy công việc của bọn em nó cũng giúp được cho mọi người rất là nhiều. Tôi cho rằng mô hình hiện nay là triển khai là hết sức phù hợp. Và trong cái giai đoạn hiện nay nên nhân rộng cái mô hình này để rồi là chúng ta tiếp cận một cách là thầm kín cũng như là tế nhị hơn đối với những người có nguy cơ cao và phát hiện sớm những cái trường hợp mà dương tính để rồi chúng ta có cái triển khai cái điều trị kịp thời cho họ. À,
Những kết quả ban đầu này cho thấy mô hình này có tính khả thi rất là cao, được cộng đồng chấp nhận, sử dụng và đánh giá cao. Mô hình này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Covid-19, khi mà việc đi lại có thể bị hạn chế cũng như tránh quá tải tại các hệ thống y tế. Và bây giờ chúng tôi mời các bạn ghé thăm trang web tuxetnghiem.vn để đánh giá nguy cơ của mình, để đặt test tự xét nghiệm và để trải nghiệm cảm giác tự mình làm xét nghiệm như thế nào và biết được tình trạng HIV của mình, từ đó biết được cách dự phòng HIV hay được điều trị HIV ngay.